Nhật Kim Anh tức giận khi cô giáo chúc mừng con trai mà quên cả mẹ. Nữ diễn viên không nghĩ rằng ngay đến cả cô giáo con mừng mà cũng thiếu tế nhị đến mức không nhắc đến mẹ bù lông. Những năm trở lại đây, Nhật Kim Anh khá thành công trong việc kinh doanh công ty riêng, đến phim truyền hình ăn khách, thu nhập tốt đến mức cô mua ô tô tiền tỷ trong vòng 2 tháng liền. Tuy nhiên, mọi thứ không đoàn vẹn khi hôn nhân tan vỡ. Con trai sống với ba và nữ ca sĩ gặp nhiều áp lực trong chuyện nuôi bé – Đến nay, Nhật Kim An rất bức xúc vì không thể thoải mái thăm năm nhóc tỳ đau lòng. Các đầy ớt phút trên trang cá nhân, nữ ca sĩ vừa đăng tải hình ảnh sinh nhật của nhóc tỳ tại lớp học. Tuy nhiên, thay vì vui mừng vì con có thêm không gian với bạn bè mà Nhật Kim An khá bức xúc, rất lời chúc của cô giáo dành cho bé. Cô thể giáo viên nhắn nhủ trên màn hình chiếu rồng tại lớp, Cô và các bạn lớp lá một, chúc bạn Ngô Bửu Long vui vẻ, đẹp trai, có nhiều quà, chăm ngoan, học giỏi, vâng lời cô, hiếu thảo, vâng lời ông bà nội và ba lộc. Khi đọc được những dòng chữ này, giọng ca lâu đài cắt thất vọng, cô giáo không hề biết có sự tồn tại của mẹ trên cõi đời này tên ạ. Vào năm trước, người đẹp và mẹ ruột có về Cần Thơ để dự tiệc sinh nhật bé tại nhà chung cũ. Tuy nhiên năm nay chỉ có mỗi cô về quê trong hai ngày để chực chờ được gặp con trai không được ở cảnh nhóc kỳ xuyên rút hai ngày mà mọi thứ đều chớp nhoáng ngay cả khi di chuyển nhật kim anh cũng phải đi xe của đối phương để anh dễ dàng kiểm soát nhật kim anh đang rất khó khăn trong vấn đề giành quyền nuôi con cô muốn bé được ở gần mẹ hơn và để bửu long không quên sự hiện diện của phụ huynh nhưng đến cả cô giáo vô tình thế này thì chuyển được ca sĩ bức xúc là điều dễ hiểu bởi lẽ người ngoài cần có cái nhìn khách quan hơn chuyện nuôi dưỡng thế nào thì chỉ có người bên trong mới hiểu rõ nhất